Đồ gỗ Phạm Kính xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình một tác phẩm Nhất Long Bảo Châu được chế tác trên nền chất liệu gỗ hương Gia Lai. Và phôi này không phải là một phôi hương bình thường mà là một phôi lưu hương rất là giá trị các anh chị em nhé. Bức này của em thì có chiều cao là 93, chiều ngang là 58 và chiều sâu của tác phẩm là 34. Kích thước là bên em chưa tính kỹ và với cái sản phẩm này thì tặng kèm các chị em nhà mình một chiếc kỷ cao là 10 phân. Vâng ạ, như các chị em nhà mình cũng đã biết thì rồng là một linh vật phong thủy trong bộ tứ linh, đó là Long Ly Quy Phượng. Thì rồng là linh vật đứng đầu và biểu tượng cho sự dung hòa giữa trời và đất. Và hơn nữa thì rồng còn mang đến một ý nghĩa phong thủy rất là giá trị khi cho người sở hữu, đó là mang lại tài lộc này, trấn trạch trừ tà. Và các bác nhà mình thấy là rồng cũng thể hiện cái sự quyền uy của người sở hữu các bác nhà mình nhé. Và với cái tác phẩm này đây ạ, để trước khi mà giới thiệu chi tiết thì em sẽ quay một vòng để các bác nhà mình có thể là cùng thưởng lãm bên em từ mặt trước đến mặt sau của tác phẩm trên một phôi gỗ lưu hương rất là đẹp luôn ạ. Và với cái phôi gỗ này thì là một cái phôi gỗ tuyển chọn của bên em từ những cái đường vân gỗ, thì các chị em mình thấy là hoàn toàn tự nhiên rất là đẹp. Và ở dưới cái phần quả ngọc viên ngọc này đây ạ, viên ngọc này thì còn có những cái đường hoa lưu vô cùng giá trị các chị em mình nhá. Và như các chị em mình bây giờ đã biết ạ, thì trên thị trường có rất là nhiều loại gỗ quý, nhưng mà cái dòng lưu hương thì được rất là nhiều anh chị em nhà mình săn lùng và sở hữu bởi cái tính chất giá trị của nó rất là cao. Và hơn nữa thì với cái dòng gỗ hương này thì các bác nhà mình phối hợp với không gian nội thất nhà mình thì rất là dễ dàng anh chị em mình nhá. Và với cái sản phẩm này thì các bác nhà mình có thể nhìn thấy là được thợ bên em đục rất là kỹ càng, từ diện mặt của chú Nhất Long này hay là đến những cái phần thân mình đấy ạ, thì được thợ tỉa rất là sắc nét. Và hơn nữa là làm từ những cái đường vẩy đấy ạ, thì anh chị em mình thấy là vẩy được thợ khóe rất là sâu, và vẩy này của em là vẩy kép anh chị em như mình nhá. Thì nhìn cái tác phẩm nó lại thêm phong phú và thần thái hơn. Và đặc biệt thì các bác nhìn thấy từ cái phần thân của chú rồng đấy ạ, được thợ làm những phần gai ở trên lưng này, cái dài cái ngắn nhá, đan xen vào nhau thì để cho cái tác phẩm nó được sinh động hơn. Và đây các bác nhìn thấy, không phải là những cái sản phẩm rồng này mà thợ làm cũng có thể đục được. Và những cái sản tác phẩm rồng này thì bên em phải nhờ đến những người thợ gọi là chuyên đục những rồng anh chị em mình nhá. Chuyên đục rồng thì để tạo ra thì mới có một cái dáng thể nó mềm mại như này ạ. Và với cái sản phẩm Nhất Long Bảo Châu gỗ lưu hương này mà anh chị em là nhà mình đang muốn tìm kiếm, hoặc là những anh chị em là nhà mình tuổi thìn này có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân bạn bè của mình, thì các bác mình có thể là tham khảo cái video này, hoặc các anh chị em nhà mình có thể liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338 528 529 hoặc 086 6789 910, thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể tham khảo thêm anh chị em mình nhé. Còn với bác nào mà gần cơ sở bên em thì có thể đến tại cơ sở bên em để tận mắt thưởng lãm siêu phẩm này nhé. Và kết thúc video thì các bác nhà mình thấy tác phẩm đẹp, thấy video hay thì hãy ủng hộ cho em 4 nút like hay là những lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất là nhiều ạ.